tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Falcon D của mình nhá. Lần này mình đã rút ra được cái kinh nghiệm mà nuôi chim non nên thì thường là phải đội hót luôn. Cái hót cho chim non rất quan trọng khi là lúc nó tập bay ấy. Là lúc trước mình không đội hót của nó ấy. Nó bay rút vào cái kia này. Nên bây giờ nó đóng sẽ vào bên cánh rồi. Cánh này đau. Thấy cho người già nhìn nó đau rồi đau. Thấy cho người già nhìn nó đau. Thấy cho người già nhìn nó đau rồi đau. Mới mua cái một phụ kiện mũ găng dây vớ vẩn. Mình mới lấy của anh chú sang liền. Thì anh này chuyên ra tặng phụ kiện nha. Anh à, thích được anh ấy tặng phụ kiện thì à, cứ liên hệ Facebook chim săn Hưng Yên. Anh ở Hưng Yên nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bóc hàng cho anh xem hót ở dưới chân nha. Nha mọi người nha, mình vừa bóc hàng xong. Đây là cái hót, đây là cái hót. Đây là tên của chim. Z chỉ có các số điện thoại và tên Facebook. Thì tại trước mình nuôi mình chưa đội hót cho nó ấy. Nên là bắt đầu nó bay lung tung. Nó giúp vào kia đau hết cánh. Bây giờ mình quên anh em mà nuôi chim non thì thường đội hót ấy. Bình thường nó lớn lên rồi ấy, thì mình xích nó lại là được, nhưng mà nó vẫn chưa biết bay, nó cũng xích nó lại là nó mà rơi xuống cầu là một khi là nó treo chân chết. Thì bây giờ bình thường là anh em nên đội hót cho nó. Bây giờ mình sẽ đội hót cho nó nha mọi người nhá. Đội xong cho nó ở đây này. Do mình một tay cầm máy quay, một tay không thể đội được cho nó, mình tắt máy quay cái đoạn đội đi. Cho nên là mình không quay được cho anh em xem. Đây mình đã đội nó xong rồi. Clip của mình kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mong mọi người đã đăng ký kênh, ủng hộ, like, chia sẻ cho mình nhá. Xin chào mọi người.